rừng rừng thốt bà mây vót rụp chuối vị hì rừng nít cư chì rừng rộng bà ôn xàm xấu tại bà ôn rùn nữ khổng khổng chó sọc bò rịt bốc hạt khổng bụng chân ăn chẳng sạch rừng tì bì cà lạc nữ khổng sọc bò rịt bố ếp mình cơ sông cơ rụp chụp rịt xua bà ôn nẹ sọc bò rịt bố cơ đôi chì bà ôn nẹ khổng chó ta bà ôn sọc sợ bài tế ếp mình sông nhà ca nâng cực lất bì chùm ngài nâng mặt đòn tiên hồi sạch rừng ni bẹ oan chì mùi nâng bà râm mây vót đại bà ôn bình chế thà bà ôn chì nẹ chúa bà ôn chì nẹ khớ ca đại bà ôn nâng chì côn sở lô riêng thoa bùa gặp bọn nâng khám miên nì say bàn bùa chân ở nát bà ôn hồi dạch miên bà chế tích tam bất tử nẹ bùa mà nẹ nâng nâng dây tức sật tà miền nì xay á ná bong bóng bà mình miền nì xay thế mình bàn bùa tê nẹ là nó còn bàn từ vót ở rưu cò tức sẵn lạc nâng nông vót ở riêng thò à nâng chạy hơi có bọn thầy ọt nì xay mình bàn bùa đôi bóng xay em sâu nên chấn bóng bình chạy tha hai tức miền nì xay sẵn lạc nâng nông vót ở rộp khai riêng thò chế tràn cua xóm đài tại đó tháng ngày bố nó mà đài rồi bỏ bổ nó còn có chư người ta tập bên còn chư chẳng tới ọt mình nẹ nà từ bầm bố ao chẳng có bổ nó ọt bàn bố rồi hốt mà đó là sắp tháng ngày đi bổ nó đi bổ thà bổ đài chật xa lành cả bố nó cứ nâu tại xa lành đó đá có vấn đề bọn trừ miền cổ xa xâm rạp mờ thai hào chẳng mình ai từ nà bàn tê chẳng xâm rạp sạch rương bước đá bọn rì bộ thờ rương ni cả làng cả bị chân nằm mùi bọn trăm bồn rối càng sập rạm bấy càng sập rạm bồn đào cả nó bọn bán xong mà đài ước bụng từ riêng thoa búa chì mùi nâng khmênh khnông phúng đài trâu chì mật phẹ rà bọc bọn nè khnông phùm rồi bỏ bầu nó kể từ bì nè chẳng bầu mà nè tiền nó cứ bàn bày nè hồi từ nơi vọt nó tôi thà nơi chỉ môi và song đồ ao riêng thò bu ao riêng so hồi bầu nó có chỉ diêm riêng tam và song đồ phạm chẳng tư khả nạ nó bọn mình khả nịa bày nè riêng thò bùa và cuột bà chạy khả nịa nè riêng chọc môn khả nông thò mùi mê hồi bà sống luộc xa xa chẳng tư tha bọn nè riêng chạm chạm riêng bà cài chẳng bê đẹp bọn riêng thò chạm chạm riêng bà cài chẳng tư có bà tư đoàn ta rồi bọc bọn có đồ chìa mà đai yêu bục rồi bọc bọn nó mà đai yêu bục rồi bọc bọn nó quạt xa bài chất có chồng ai bọn nó ngạc bàn bù bàn riêng kèn thà từ ngày à nà cốt bọn trẻ đăng khả nông cửa xa mũi mình lại trẻ đăng chiên kê anh trẻ cho vui liền ôm bọn có khách khom riêng bần to rồi hốt đó là ngày mùi bọn riêng bộ thà rừng rừng thốt cả láng nơi khả nông vị hí khả nạ bê đài là bọn nó bà này dây tới thà nâu chì mùi bè dù đằng chật bè nòm khả nì từ bà lai khả nì lên nơi khả nông vị hí mùi đó tập bê từ bà lai khả nì lên chẳng tới rừng rừng thốt cả láng tròn thá bọn kê khả nông vị hí bê dục hồi bê dục nó mạnh mẽ thà kê như là hầu tế bọn rì bà rộp thành chết vì lìa dục mùi nó bồn cằn sự phấn hồi thuộc nó bay sợ say thuộc bay sợ say nó mạnh mẽ này ôi dù tập bọn sơn này 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 tê bọn bồn nơi sợ bay nó em mình có riêng đòi thuộc đài dục thuộc ôi bay sợ say chân tứ cằn sự phấn thoa mùi có ba để thả lòng thuộc ôi lưng tình tức mơ là sò bà lầy nó mơ và mang biển chân tới ruột hái có tình tinh mình bị bà lầy nó hồi bọn xem sâu có đôi khỉa đại càng thu bay sợ sái đa chung quỳnh bị hí đang bay tình tình thô hồi tình tình cho tình tình lá mình tăng thà chẳng mấy có
Cả tờ chỉ rướng và lại khỉ lễ nơi không với khi rụt cho rụt láng đòi xa tận dụng từ hai nốt và trao ở thị cá lục châu từ sẵn chân khả nạ no rụt và lại khỉ lễ chỉ mùi nâng lục nền để buộc môn phong rụt và lại khỉ lễ chỉ mùi nâng khmênh đài tự bị phùm chỉ mùi khỉ nó bày nẹ chân tới khả nạ no rụt cho rụt láng và nòm kia đôi thả hạt chẳng tới chụp sầm ra đó là về ông côi pro prai kia tới dục trời từ hai và nòm kia sang nông về hía rồi còn kế nông về hía chỉ mùi nâng lục nền bị ong tiết hồi đó là về kênh kênh chẳng tới sạp tài về liền nó đôi thả kênh mà phèn mà nhẹ chẳng tới có nhẹ la nóng khía đạc khía xâm tài mà gọt vĩnh khả nạ nó còn là chênh phát vi vì hiền tích sạp tái khởi lương khả hòm chẳng cháu họ màu bì nà mình đăng tê xâm tài màu trọng vì hiếp lưu chân trai chân trai đời bà ôn riêng bà rộng thà kà lạc bì châm đoàn nó khởi lương ẩm bùn mai bạc mà đoàn mà cá khả nạ bế đề miền bọn tiên hồi đó tập về phượng họ càng lờ nó phượng bình vót bìa bán đôi chìa phượng ông bùi mai không vót nữa nghe bà từng ọt chẳng tư vội bầu mượn khơi cho bà nằm phanh lột lột phòng khnề bì bị ọt nó có khơi cho bà nằm phanh chấm này cái khnề khnề là bỏ bầu tiệt nó có khơi từng ọt khnề mà đào trăng với hì nó phượng châu không với hì nằng hai bong bầu nơi bầu này bờ tha vì lìa nó bông rong nâng chọc bì lờ vì hì hai đào cục khỉa nó cho nâng mọt chẳng đá khươn vì hì nâng đã tập về khơi phương máu có một toàn chốc nòm khỉa cho mớ sạp tập tương châu đào nông vì hì nâng vì lìa nó vì hì nó cứ rụng chùi đôi rụng chùi và thôn đi chẳng là nó bỏng bốn vì hì rụng cơ rụng chùi chẳng tới mà đẹp cứ nòm khỉa căn bằng căn đáy khương vị hía đó nghe đẹp khá ao sờ gió đẹp khá ao bằng căn đáy khai kẹo vị hía chẳng vừa lìa nó ai bong bầu nào bầu nơi bờ thà rồng cừ rồng chui vị hía nó và hai chi chiến lập nịt tì từ lề nhò lề rồng chui còn nòm khí rụt sầm tay một cốt tiền lục nến tiền cồn sơ đó là về nòm khí rụt sầm tay một cốt chẳng tới một phá thì khổ xong đại lục cầm bông tới sân lục là mình toàn lục là đâu bao phi khẩu sáng lục có su tha miền đường ấy nên nên cầu sở để đom khnì rút chồi cha là khnồng vót bây giờ lừa đòn bây giờ ở thị ca và lầm láng lục đã toàn cam anh chèn cho hồi về nó lục nên nâng phàu nó có ba nhà điều bộ hợp sạch rương prap từ và đại chỉ côn phi khẩu không cột nông thà mình nâng nhom cả na cục ẩn đây cục khnề đấy cứ khởi lên họ mình đang tham mau bị nà tê lên nâng ba hai chia ba phần chẳng ế lư bình bón họ châu không bị hi mùi sân tụ cào máu bẻ bị hi nó cứ rụng chui rồi hốt to tập bộ cả này đây nẹ khla ao sờ sờ vị hi nẹ khla ao bằng căn đầy vị hi khla đầy tha rụng chui vị hi rồi có bả vị hi sơn cọt cần chẳng tơ cả nè no và đây chỉ còn đại chia vị khâu nơi không cọt nó lộ có su tha nên từng ọt ọt đấy rồi có cồn sờ và màn nẹ đấy từ không vị hi nó ngả và hai chỉ vừa ấy khó hai mờ tơ một bề no lục nền bị ống lục của miền sang lịch ca tọp từ và đại chư côn thà cả na ở miền vừa ấy khó tê còn tại rụt đành và lại khỉ lê mùi sụt tu hai bộ cả na nắng ở không láng có nòm khỉ châu sáng lực nồng với hi sáng mùi sụt bọ mà nẹt nó còn nòm khỉ chành mao chân khả nạ nổ ánh và đại chư côn đại chư bị khổ sáng lực nồng cột nó lô có miền sang lịch ca tha bè vị hi cứ chi rong ở bảo sót cứ chia cần lai đài bà chia bòi sát cả đầu chia bà song cả rục bầu chia hai tay cả nòm khía để rột lên bà lai khía không vị hi sông bay tại đường cha sông bay tại chừng hắn có kế mình đài dục từ bà kiện bà song là không vị hi đài
vì hìa mùi mùi chia cần lành đài là ẩm nom chia cần lành đài là cù ảo cổ rốt hạt ấy còn nên là cầu sớ nòm khí từ bà lành khí thà cầu sớ từ khí bà đằng ấy khí từ bà bao hội nên ai đây mà đẹp nòm khí ở riêng vì đây cục ấn hạt ấy còn nòm khí từ lên cả lành năng lì xâm nàng hái kì ao trầm tay trầm chùi vì hìa bà sân chi kê rôn tâm lạc bì lơ bà hìa đó nên ai cực nhận mạch chẳng cần nạn nộ ai nên nên bì ơn nó có xong ông vò đó bì khổ xong nó khăn ông khót nó thà cùng rạp bà cháu ạ thư ca ấy khăn à xong ông vò ở khăn à thư ấy có khăn à thư đa vượt về nó bà đại chức quân bì khổ lô có miền sang lịch ca tham ấy đê khăn à bàn rạp bà cháu ạ thư ca có bàn lực ráo bà chọn lên chọn bà lại ấy không tự vì hi bà lại khuyên nâng khót nơi bàn hào chẳng cần nạn nộ ấy lô có ao lời tha nên nên bị ong lang từ sân hụt bầu từng bay nhẹ nó có lang từ đây các bài kề lục nên đằng tay hụt rồi thốt nó bầu đi bỏ tha được cào tiền máu còn từ khơi về hiền nó có bầu khai đại còn từ cái lệch mờ bị chầm ngay nó bầu thầy bầu khai hụt đào từ về thầy khai chẳng tới mình đá bàn từ riêng các bài về hiền tê riêng vì ta có bài xà là chăn, có bài cốt hụt nền nền vì bởi ổng tiết nó có lên hiền tới có bài vì hiền nó chân đâm nà là xa chả rương bần to bảo nà rì bảo ổng tha tục xa bò rò mây khăn ông vọt nó khlang bù kai bê đai là biên nẹ tự bòn sron vì ta sông sọc sông châm ran khá đô chìa bòn sron sông ao cầu chạy và lo cho rừng mùi cò rộng tổ tù tiền miền bán cứ tài tới bán đổi bầm no ôi tâm nè là sạch rừng bần to và ôn riêng rộp thà cao rừng rụt thốt nâng chọp sọp cụp ở hai đó là về lý đài bầu nó tự thà đó thằng ấy buồn chẳng là nạc bóng bóng khả nạc về đài bầu riêng thoa chạy chạm tràn hái đào thằng ngày bua mình đăng thời gian mấy ông khmer đi say vì ông tiệt nó cái bàn bua rồi co mật phe rồi bỏ ông vì nhẹ tiệt nó cái bàn bua hồi ông nó cào sọ rồi từ háo sạp tài mà đài rồi bỏ ông chư trời sân kru mình toàn chẳng tới với liền nó ông đi bỏ thà ông mình bàn buộc tế đào ông từ từ te rưỡi cò từ mưa mà đai chui thai mà đai chẳng tới chẳng bàn đầy tập ốm khmer nỉ sái chỉ mùi nâng bẻ thó rưỡi cò khmer nỉ sái bàn buồn nâng kê hụt mật bẻ rập bọc ốm nó kê bàn buồn bàn riêng kê chè đằng tràn chiêng ốm xâm rạp ốm mình bàn chè đằng ấy tê sập thằng ấy nó cứ thưa sái thưa chung ca hụt mật bẻ rập bọc ốm nó kê thưa ca nghe thông đống rụp riêng rồi bỏ kê nâng có mình bà lạ bà lô phụ đầy đôi bà ổn đai chân sạch rương rồi bỏ bà ổn mình tại bàn đăng tê ếp mình sân khai bà sân chì miên cà lành khá lạc tư lửa lua cà lành khá lạc tư khóa chân lo có sông bà ổn sang sâu ruộng tiền bòn bà ổn lục nè sạp tiền ổn cà ní khăn tay áp hầy tô đó là chồng bà phong chì chồng krau sông ổn cún nâng sông chùm riêng lì.